Hội Thánh Chúa Kitô chính thức có mặt trong lịch sử Việt Nam từ hơn 350 năm nay bằng một sự kiện tòa thánh thiết lập ba giáo phận tông tòa đầu tiên là giáo phận đằng trong và giáo phận đằng ngoài với sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần. Sự hiện diện này của tin mừng đã giúp cho văn hóa xã hội Việt Nam có những đổi mới tích cực nhằm góp phần không nhỏ vào đời sống đồng bào và sự phát triển đất nước Việt Nam kể từ thế kỷ thứ 17. Như chính người Công giáo đầu tiên này đã tạo ra nền tảng chữ Quốc ngữ mà mọi người chúng ta dân Việt Nam hiện đang sử dụng. Chính sự hiện diện này đã đào tạo không biết bao nhiêu là nhân tài và hiền sĩ cho đất nước, nâng cao giá trị nhân văn như tôn trọng sự sống, tôn trọng phẩm giá con người, đặc biệt là tôn trọng phẩm giá người phụ nữ và trẻ em, như sự bình đẳng vợ chồng, nam nữ, tình yêu thương và tình phục vụ. Kể cả việc xây dựng đổi mới đất nước về mặt chính trị, quân sự, kinh tế mà ta có thể nêu ra hai gương mặt nổi bật nhất mà mới đây ở thành phố Đà Nẵng đã đặt tên cho hai con người, đó là Nguyễn Trường Tộ, giáo dân, và Lê Phục Đặng Đức Tuấn. Mới cho con người xã hội Việt Nam, nhưng các bạn biết đó, không phải ai ai lúc bây giờ cũng có thể dễ dàng đón nhận ngay được tin mừng này trong lúc người ta thiếu bình tĩnh, trong lúc sự kiện xã hội không có trong sáng và trong lúc con người hấp tấp, nhất là giới cầm quyền lúc bây giờ. Bởi vì người ta đã vội cho đà mới làm đảo lộn đời sống luân lý của họ. Thế là phản ứng và hành động hủy diệt những người rao giảng tin mừng, những người theo tin mừng mới mà họ gọi là đạo Tây Dương, và phong trào diệt đạo diễn ra mạnh mẽ đặc biệt vào thời các vua nhà Nguyễn chúng ta thường quen, Minh Mạng, Thiệu Trị, Từ Đức là nổi bật, giết hại mấy trăm nghìn người Công giáo, trong đó có Thánh Phaolô Lê Bảo Tình vào năm 1857, thời vua Tự, thời vua Minh Mạng, thời vua Thiệu Trị và Từ Đức, đặc biệt là Tổng đốc Nguyễn Thị Hưng. Sự kiện diễn đạo này cho thấy giữa đạo và đời có một mâu thuẫn, là một điều không đáng mong ước, và hình như thường xuyên có một khoảng cách giữa đời sống xã hội và đời sống tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Tuy nhiên, lại không thể có một thỏa hiệp giữa Kitô hữu với bất công, với thù hận. Tôi xin trích một lời của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh vào năm 1857, tức là năm mà Ngài chịu tử đạo, nói với lại Tổng đốc Nguyễn Đình Hưng: "Tôi xin chân thành cảm ơn quan vẫn luôn có lòng tốt tìm cách cứu tôi." Bởi vì chúng ta biết là chính Phaolô Lê Bảo Tịnh đã dùng thuốc lương y của Ngài để chữa mắt cho quan Tổng đốc Nguyễn Đình Hưng, cho nên vị quan này biết ơn lắm. "Sát tôi ở trong tay quan, xin làm khổ nó tùy ý. Tôi rất vui lòng, tôi không oán than gì. Còn linh hồn tôi là của Thiên Chúa, không có gì làm tôi hy sinh nó được. Không ai có thể lay chuyển lòng tin tưởng của tôi. Đạo Thiên Chúa là chính đạo, là đạo thật. Tôi yêu mến và quý đạo ấy từ thuở bé, và dù tôi có chết cũng chẳng bỏ được. Cho nên mặc dù thượng quan Nguyễn Tỷ Hương quý mến và tân trọng Phaolô Lê Bảo Tịnh, nhưng vẫn không thể nào mà có thể làm cho Lê Bảo Tịnh bỏ đạo của mình." Đó là giáo hội Việt Nam chúng ta vào ba thế kỷ 17, 18, 19. Hôm nay
sau 350 năm thành lập hai giáo phận đằng trong và đằng ngoài, sau 154 năm chịu tử đạo của Phaolô Lê Bảo Tịnh, bây giờ Phaolô Lê Bảo Tịnh 64 tuổi, và chúng ta biết là Phaolô Lê Bảo Tịnh làm linh mục vào lúc cái tuổi khá cao, đó là 56 tuổi. Năm 2010, đối với chúng ta, những người đang ngồi ở đây, đây là thời điểm của Giáo hội Việt Nam hôm nay. Đại hội Dân Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Và chủ đề của ngày họp mặt Lê Bảo Tịnh năm nay của chúng ta 44 năm tìm lại chính mình. Tôi tự hỏi tìm lại chính mình lấy những tiêu chuẩn nào? Thì Đại hội Dân Chúa mời gọi chúng ta giáo hội sống giáo hội mầu nhiệm, sống giáo hội hiệp thông và sống giáo hội sứ vụ, mà từ đó người Công giáo Việt Nam làm nên giáo hội Việt Nam hôm nay và nhất là giáo hội Việt Nam ngày mai. Chính vì thế mà thế hệ chúng ta có trách nhiệm với giáo hội hôm nay, như Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh có trách nhiệm với giáo hội Việt Nam ở thế kỷ thứ 19. Cha Doan Bùi Quang Đạo và bản thân tôi là những cha giáo của anh em, tuổi cũng đã khá cao rồi và dường như thuộc về thế hệ trước, mặc dù chúng tôi đang cố gắng để canh tân bản thân mình, đường lối giảng đạo của mình cho hợp thời. Còn riêng anh em, các linh mục chúng sinh Lê Bảo Tịnh, và đặc biệt hơn nữa là những anh em cựu Lê Bảo Tịnh giáo dựng, chúng ta càng có trách nhiệm hơn với giáo hội sau Đại hội Dân Chúa. Hôm nay, trước khi sang đây, tôi mở Internet gặp ngay cái bản tin mà cha giáo Loan Bảo Sina Nguyễn Minh Hảo gửi cấp thời cho chúng ta. Ngài cáo lỗi với chúng ta vì Ngài không đến để tham dự thánh lễ này của họp mặt này được, bởi vì Ngài phải đi sứ vụ loan báo tin mừng với một số anh em. Thì trong đó, Ngài có chúc anh em, chúc anh em cởi mở, mở tâm hồn ra với giáo hội và mở tâm hồn ra với nhân loại. Mà đây cũng là điều mà Đại hội Dân Chúa nhắc nhở cho chúng ta, và cũng là điều của hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em, với các linh mục chúng sinh Lê Bảo Tịnh, với anh em cựu chúng sinh. Giáo hội Việt Nam hôm nay, xin anh em đừng quá quan tâm về giáo hội tự đạo, bởi vì giáo hội tự đạo là bẩm sinh rồi. Chúng ta bài học thứ nhất, Zacharia là một vị tiên tri của giáo hội Chúa, Đức Chúa ở trong dân Do Thái của mình, và đã bị bách hại rồi. Đến thời Chúa Giêsu, giáo hội của Chúa Giêsu đã bị bách hại, và suốt hơn 21 thế kỷ qua luôn luôn bị bách hại. Cho nên bách hại là một chuyện bình thường, không bách hại mới là chuyện bất bình thường. Cho nên tôi nói rằng là chúng ta đừng quá quan tâm về cái giáo hội tự đạo, định mệnh của chúng ta là như thế. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhắc nhở cho chúng ta nhân dịp Đại hội Dân Chúa cũng như là năm thánh, là chúng ta hãy chú tâm đến giáo hội loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay, cho xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay, bằng đời sống xây nền trên đức tin, trên sự liêm chính, trên sự quý trọng công ích. Anh chị em, tức là chúng ta phải chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Vì vậy mà mỗi người chúng ta với danh tánh là học trò của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, khi mang ước vọng loan báo tin mừng trên quê hương Việt Nam chúng ta, trước hết chúng ta phải tìm lại chính mình. Thưa anh em, nếu như cuộc họp mặt hàng năm này của chúng ta, và hôm nay đặc biệt là chúng ta mừng 44 năm chủ viện Lê Bảo Tịnh, Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, thì không phải chỉ họp mặt cho vui, tốn tiền, tốn sức, tốn công, mà chúng ta phải mang lại một cái lợi ích mà như là ban đại diện đã đưa ra, tìm lại chính mình.
Mới đây có người anh em tâm sự với tôi rằng anh lấy làm tiếc vì đã bỏ mất nhiều năm sống lơ là với giáo hội Công giáo của mình, nhiều năm từ mấy năm trở lại đây, không quan tâm gì đến một đời sống đức tin gương mẫu gia đình, không tham gia việc tông đồ giáo dân trong xứ mình, đặc biệt chẳng tích cực dấn thân yêu thương và phục vụ trong đạo ngoài đời, và đời sống của anh co lại. Đó là một lời tâm sự chân thật, một sự tìm lại chính mình. Đức Giám mục Giáo phận chúng ta trong bài tham luận của mình về sứ vụ loan báo tin mừng ở trong đại hội dân Chúa, Ngài đã nhắn người chung, và có lẽ Ngài cũng muốn nhắn người riêng cho chúng ta nữa, là loan báo tin mừng không phải là tuyên truyền, mà là phải viết tin mừng trên cuộc sống của mình, viết tin mừng trên cuộc sống của mình. Như thế thì tìm lại chính mình, tức là chúng ta viết lại tin mừng trên cuộc sống của chúng ta. Nếu như chúng ta cảm thấy và tích cực là vậy, con cái của Lê Bảo Tịnh có một cái gì đặc biệt đáng cho chúng ta phải mừng, đáng cho chúng ta phải ghi tâm, thì cái mà chúng ta phải tìm lại chính mình, cái mà chúng ta phải viết lại tin mừng trên cuộc đời của cụ chúng sinh Lê Bảo Tịnh là quan trọng, là cần thiết. Do đó, như tinh thần của mùa chay, chúng ta phải tìm lại chính mình. Mà Đức Thánh Phaolô Benedicto thứ 16 năm nay bảo chúng ta tìm lại chính mình trong phép rửa mà chúng ta đã nhận. Tìm lại chính mình là lấy sinh khí mới của thần khí để chúng ta bắt đầu đời sống xã hội Việt Nam thời hậu công đồng thôi, năm tháng 2000 và đại hội dân Chúa. Mà tôi đọc được tư tưởng của cha Anton Nguyễn Mạnh Đồng, một linh mục lão thành, trong bài viết ở trong Hiệp Thông mới đây, làm mới hình ảnh giáo hội tại Việt Nam, làm mới hình ảnh giáo hội tại Việt Nam thì cũng đồng nghĩa với tìm lại chính mình. Ta kết luận như sau: mỗi người hãy trở thành dấu chỉ và dụng cụ cho sự thánh thiêng của Thiên Chúa, luôn gắn bó với Chúa Kitô, là siêng năng cầu nguyện, là lãnh nhận các mầu nhiệm thánh. Và như Đức Hồng Y Gioan Phạm Minh Vấn, Gioan Bautista Phạm Minh Vấn đã nói, hãy đi trên con đường tình yêu của Chúa Giêsu đã đi, hãy sống trên con đường tình yêu của Chúa Giêsu đã sống qua bốn chặng đường đời của Chúa Kitô được nổi bật trong Kinh Luân Phôn, đó là chặng đường vui, chặng đường sáng, chặng đường thương, chặng đường mừng. Thứ hai, cha Nguyễn Mạnh Đồng viết, luôn kính yêu và sống hiệp thông huynh đệ với gia đình giáo hội để tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô. Thứ ba, nhiệt tâm chung sức loan báo Chúa Kitô là con đường, là sự thật và là sự sống. Dường như đó là con đường mà sự mở ra, cha Gioan Bautista với mình hảo đã nói với chúng ta hôm nay, đó là mở ra với giáo hội. Còn Ngài còn nói là mở ra với mọi người, với nhân loại. Thì điểm thứ 4, cha Nguyễn Mạnh Đồng nói, sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai thiện chí. Sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai thiện chí. Tôi phải nói rằng, vào cái tuổi của tôi, và cái tuổi của anh em cũng trên 50 tuổi rồi, nhiều khi nếp sống của chúng ta đã sơ cứng. Chúng ta ngại đối thoại, chúng ta không thích đối thoại, chúng ta cho mình là nhất. Cho nên nhiều khi cái điều này sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai thiện chí quan trọng. Không bất cứ kẻ chủ nghĩa nào, tôn giáo nào. Và chàng Nguyễn Mạnh Đồng nói rằng, đối thoại để bảo vệ chủ quyền đất nước, đối thoại để bảo vệ môi trường sinh sống, đối thoại để quan tâm ưu tiên đến người nghèo, cụ thể là nông dân và công nhân. Thưa anh chị em, thiết tưởng đó là thái độ tìm lại chính mình, cách thực tế nhất mà giáo hội Việt Nam chúng ta sau đại hội dân Chúa. Và hôm nay tôi muốn nói lại, tôi muốn nhắc lại với anh em, đó là nhân ngày giỗ tổ 154 năm sinh nhật trên trời của thánh tổ phụ chúng ta, đã có người xướng lên tìm lại chính mình thì phải có những người đáp lại. Và ai là người đáp lại đây? Tìm lại chính mình. Xin cảm ơn anh em.